Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này cùng với việc triển khai hiệu quả các hoạt động dạy và học trong tình hình mới, các cơ sở giáo dục còn đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, thì việc ngăn chặn mọi nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào trường học, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và cán bộ giáo viên chính là quyết tâm của toàn ngành giáo dục. Những ngày này, bản tin Măng Non của đội phát thanh trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Sơn, huyện Bảo Yên thường xuyên có nội dung tuyên truyền về dịch COVID-19. Những bản tin có nội dung đơn giản, dễ hiểu, được chính học sinh trình bày dưới sự hướng dẫn của cô tổng phụ trách đội sẽ mang đến cho những em nhỏ nhiều thông tin hữu ích để tăng kỹ năng bảo vệ bản thân trước dịch bệnh nguy hiểm. Qua các bản tin Măng Non thì em được biết thêm là dịch bệnh hiện ngày càng đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm đối với chúng ta, và em mong muốn là sẽ góp phần của mình để giúp cho tất cả mọi người và giúp cho thầy cô và các bạn có thể biết thêm nhiều về dịch Covid và có thể có cách phòng chống. Với việc tăng cường tuyên truyền trong nhà trường, mỗi học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên, đóng góp công sức trong công tác phòng dịch. Về phía nhà trường, cùng với việc rà soát, nắm bắt những trường hợp có liên quan đến các ca bệnh hoặc đi về từ vùng dịch, các trường học trên địa bàn huyện Bảo Yên quyết tâm ngăn chặn mọi nguy cơ từ bên ngoài vào, nhất là với những trường nằm ở địa bàn cửa ngõ của huyện. Phụ huynh đến đón con thì chúng tôi không cho phụ huynh lên cổng, lên trên sân trường, mà phụ huynh hoàn toàn là đứng ở dưới cổng trường để đón con. Trừ trường hợp lên trường với những cái nhiệm vụ, ví dụ như là gặp giáo viên chủ nhiệm để trao đổi một số những cái công tác chủ nhiệm, hoặc là có những em học sinh là chân đau, ốm thì phụ huynh có thể đưa lên cổng trường, nhưng các bậc phụ huynh đó đều thực hiện khai báo y tế. Chúng tôi cũng chỉ đạo các trường là tổ chức phối hợp bên y tế, tổ chức rà soát, sàng lọc các cái đối tượng học sinh mà có cha mẹ hoặc là người thân đi làm ăn xa hoặc là từ nơi khác trở về để có cái điều chỉnh phù hợp trong công tác phòng chống dịch. Tại Lào Cai, mới đây một trường mầm non trên địa bàn thành phố đã phải nghỉ học tạm thời do có trường hợp F0 tiếp xúc với giáo viên nhà trường trong giờ đón trẻ. Ở nhiều địa phương khác trong cả nước, dịch COVID-19 đã bùng phát trong trường học, gây khó khăn cho công tác phòng dịch. Đây chính là những bài học kinh nghiệm để ngành giáo dục siết chặt hơn các biện pháp để mỗi trường học thực sự trở thành pháo đài trong phòng chống dịch COVID-19.